Rồi, xin chào anh em nhé. Đã là rất là lâu rồi mình không có thời gian để quay cái video cho anh em, thì đây là cái lý do này. Đấy, mình đang bận làm rất là nhiều thứ, rất là bận luôn. Đấy, sửa sang lại cái phòng nhưng mà lúc nào nó cũng như cái ổ chuột vậy. Hôm nay thì mình sẽ quay tạm một cái video để biết là mình vẫn thường theo dõi kênh và luôn trả lời comment của anh em nhé. Đấy, giới thiệu với anh em quả iPhone 6s vừa độ pin xong, mình đã độ cho nó một quả pin là 10.000 mAh. Đấy, nó đeo thêm một cái độ dày gấp đôi đằng sau lưng nó đây. Và mình làm một cái mạch sạc này, và mình sạc bằng cái mạch sạc dự phòng bên ngoài. Lúc sạc thì mình sẽ sạc đầy quả này này và cắm sạc cho con này, bởi vì lúc mình cắm cái sạc sau này nó sẽ không cập nhật phần trăm pin, vì vậy là mình phải sạc đồng thời cả hai cái để cho nên cập nhật phần trăm pin lên. Và chủ yếu thì mình vẫn sạc qua cái chân này thôi, chứ cái cổng sạc này nó không được mấy đâu. Đấy, nói chung là bây giờ thì bởi vì cái dây thượng pin nó rất là tốt nên là cái hiệu năng của nó coi như là được bảo toàn, bởi vì cái độ chai pin càng nhiều thì cái hiệu năng của nó càng bị sụt giảm. Đây, đây là cái lượng sử dụng pin của nó này. Đấy, nó cứ kéo dài này thôi, đây là 42% thì nó cứ là một đường thẳng như nãy thôi. Thì nhược điểm sau khi mình độ pin lại xong thì nó sẽ chơi kiểu pin kiểu bậc thang ấy. Ví dụ nhé, bây giờ nó đang là 42% đúng không, thì mình có thể sử dụng 8 tiếng liên tiếp cứ 42% như này. Nhưng mà đến một cái mức nào đấy thì nó tự nhiên nó tụt từ 42 xuống 20 rất là nhanh, tụt vèo như nước ấy. Nhưng xong lại từ cái mức 20 đấy chúng ta lại sử dụng được tầm 8 tiếng nữa chẳng hạn. Đấy, mình ví dụ như vậy. Vì vậy là bây giờ thì nó sẽ xuống theo kiểu coi như là bậc thang, đấy, tụt sốc theo cái bậc thang, nhưng mà cái tổng thời gian dùng của nó rất là lâu. Đấy, rất là lâu luôn. Cái này hình như mình để khá là lâu rồi, từ hôm nào đây. Có cái này nó không hiển thị là hôm nào sạc nhỉ. Có khi nửa tháng sạc lần, nếu mà để không thì nó cũng chắc được vài tháng ấy. Đấy, dùng mình cũng hay dùng với con này rất mượt. Trước hay độ con 5S thì nói chung là nó cập nhật pin nó không ngon bằng này. Để mình lấy đây, trước hay độ vào cái con này mình thôi về tháo đi, cầm cho nó nhỏ gọn cho nó hay. Đấy, bây có con này để mua con này về, con này con bypass nhá. Vì vậy cái giá nó rất là rẻ. Mua về chỉ để theo dõi cái biểu đồ pin của nó thôi. Đấy, và nó cũng ổn định hơn cái con 5S kia rất là nhiều. Rất là nhiều, cái thời lượng pin trâu bò lắm. Đấy, anh em nào nếu có cái máy nào mà ít dùng là máy phụ hay là máy nghịch ấy, thì nên thử như này, nhất là iPhone nhá. Đấy, thì độ lên thì cái hiệu năng của nó sẽ được tăng, bởi vì cái dung lượng pin của nó ổn, nó khỏe. Đấy, pin càng chai ấy, thì cái hiệu năng của nó càng bị giảm, càng bị bóp hiệu năng. Đấy, mượt mà ngay. Rồi, nói chung là đây là một cái video để mình giới thiệu cái con điện thoại mình vừa độ xong, và mình rất hài lòng với cái thời lượng pin này, sử dụng rất tốt. Xem anh em mà xem TikTok chắc là xem lòi hết cả mắt cho nó chưa hết pin đâu. Vì tổng thời gian và chính xác nó dùng được bao lâu thì mình cũng chưa rõ là bao lâu. Mình chưa thời gian test. Đấy, bởi vì mình đây cũng không phải là cái máy chính của mình, lúc nào rảnh rảnh thì mình dùng thôi. 90% thời gian mình dùng là dùng Shopee trên con này. Đấy, dùng Shopee. Đấy, con này chủ yếu để dùng Shopee thôi. Game viết cũng tải ở đây nhưng cũng không chơi. Shopee, Facebook, Mess, thỉnh thoảng thì đưa cho mấy đứa trẻ con xem TikTok. Đấy. Đấy, và cái phần pin sau, cái pin này cũng khá nguy hiểm, mình cũng nhận định là hơi nguy hiểm, là anh em kiểu bảo vệ cho nó, nếu mà độ thì bảo vệ cho nó tốt, không mà vật sắc nhọn chọc vào sẽ gây có thể là nguy hiểm đấy. Mình thì mình để như này thôi. Đây, mình khoét cái ốp này dán vào. Quay video là để biết là mình vẫn theo dõi kênh thường xuyên nha anh em nhé. Những cái comment nào mình nhận được thì mình vẫn trả lời đều đặn, chứ mình không bỏ kênh, bởi vì thời gian này mình quá là bận nên là mình chưa có thời gian để làm video. Thì mong thời gian tới thì mình sẽ có thời gian để làm lại. Quay qua cho anh em một chút này. Chuyến này đang hơi nhiều việc một chút, cũng bận thi cử các thứ nữa. Máy hút vừa làm đường ống hút khói mỏ hàn này, hút cho đỡ độc. Anh em làm thì cũng phải chú ý đến sức khỏe nhé. Hãy tâm sự với anh em một chút như vậy thôi. Khả năng thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Mong các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Có thắc mắc thì cứ comment nhé. Chuyến này thì nó cũng có nhiều comment không nhận, mình không trả lời được. Mình vào một số video thì có rất nhiều comment chưa được trả lời, nhưng mà mình không nhận được thông báo. Đấy, đó là lý do là mình không trả lời. Còn cái nào mình nhận được thì mình vẫn trả lời nhé. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.